Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Dần. Đây là video clip mà anh Ba Tử Vi sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi vận hạn của tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi, một tháng hỏa đầu tiên của 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi. Một trong những cái tháng mà với mình nghĩ rằng là có nhiều điều tốt đẹp đối với người tuổi Dần. Vì đầu tiên hết là phải nói rằng là người tuổi Dần được may mắn ở trong cái tháng này. Vì nên nhớ là về phần địa chi đó, thì người tuổi Dần là gặp tuổi Hợi đó, và người ta kêu Dần thân tỵ Hợi gì đó, thật sự là không đúng. Dần với Hợi, Dần không phải là không đúng, nhưng mà nó cặp cái bốn cái địa chi này nó rất là đặc biệt. Trong đó Dần Hợi là lục hợp, thân tỵ cũng là lục hợp, cho nên là có thể nói là vừa là lục, vừa trong tứ hành xung, nhưng mà là lục hợp, mà cho nên là tốt đẹp. Dần Hợi là lục hợp về địa chi, gặp tháng này là tháng Tuất, là tam hợp tháng đối với người tuổi Dần. Cho nên là về mặt gia đạo tình cảm, đặc biệt là mọi người có cái sự trông ngóng một cái quý nhân nào đó, và cái quý nhân nào đó giúp đỡ mình thì rất là dễ gặp ở trong tháng này. Đó là một cái điều rất là hay ở trong cái tháng Giáp Tuất đối với người tuổi Dần. Thì như vậy thì mình sẽ bắt đầu vào xét xem coi là người tuổi Dần ở trong từng con Dần một ở trong tháng này nó sẽ ra sao. Đầu tiên hết thì mình sẽ phải nói đến những người tuổi Canh Dần, sinh năm 1950 và các cháu nhỏ sinh năm 2010. Như đã nói thì các bác 1950 thì lớn quá rồi, đa phần là những người bắt đầu ở trong cái giai đoạn an hưởng tuổi già. Tuy nhiên là có một số các bác thì một số rất ít còn là kinh doanh thương mại, tuy nhiên là ít quá mình cũng không nói đến làm gì. Mình sẽ nói đến phần nhiều ở trong cái tuổi Canh Dần này là phần sức khỏe và gia đạo thôi, đúng không? Vì như vậy thì người Canh Dần là mệnh tòng bá mộc, gặp tháng Giáp Tuất là tháng hỏa, như vậy là mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không có tốt. Đặc biệt ha, rất là dễ bệnh ở trong tháng này. Với các cháu mà sinh năm 2010 mà gặp ở khu vực miền Nam nữa thì chắc là sắp tới là sẽ bị khò khè bệnh, tại vì theo như mà sáng 2-3 ngày nay mình biết thì là toàn khu vực miền Nam đang bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng, cho nên là người Canh Dần coi chừng bị khò khè ha, nếu mà ở khu vực miền Nam. Đơn giản thôi, suy đoán là ra, phải không? Tại vì các cháu nhỏ ở tuổi này thì đang ở trong cái giai đoạn 90 tuổi, cái sức đề kháng vẫn chưa cao, cho nên là đặc biệt phải cẩn thận về mặt sức khỏe. Thiên can thì chữ canh khắc chữ giáp, thiên can khắc tháng, công việc báo hiệu nhiều trắc trở. Như đã nói thì các cháu thì một là nhỏ quá, các bác thì lớn quá, không còn phải nhiều phải bươn chải cơm áo gạo tiền nữa, cho nên là mình có thể nói rằng là cái phần này nó cũng không quá quan trọng. Địa chi thì như đã nói ở trên, thuộc nhóm tam hợp, Dần gặp Tuất là Dần ngọ Tuất tam hợp, cho nên tình cảm gia đạo là một cái điều rất là vui vẻ. Đây là một cái tín hiệu rất là vui mừng đối với các bác nam lẫn nữ ở tuổi Canh Dần 1950. Rõ ràng là đối với các bác thì gia đạo yên ấm, vui vẻ những ngày cuối đời của mình thì là cái niềm vui rất là to lớn rồi, không còn cái gì bằng hơn nữa, đúng không? Cho nên là mình, thậm chí là mình chia sẻ ở đây, đối với người tuổi này thì đa phần là con của các bác xem, hoặc là cha mẹ của các cháu nhỏ 2010 xem, chứ còn chưa chắc là các bác đó đã có xem ha. Rồi tiếp tục đối với người tuổi Dần khác, đó là Nhâm Dần sinh năm 1962 với mệnh Kim Bạch Kim. Người Nhâm Dần với mệnh Kim thì tháng Giáp Tuất, tháng hỏa này phải cần cẩn thận. Vì sao? Vì tháng hỏa gặp Kim là tương khắc, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cần cẩn thận, nhiều việc xấu có thể xảy ra, đặc biệt là tai nạn phạm thân. Người Nhâm Dần nữ mạng yếu hơn là nam mạng ở trong cái tháng Giáp Tuất này, tại vì người ta nói trai nhâm gái quý, vốn người giữ chữ con trai mà giữ chữ nhâm thì bổn mạng khó khó bị
gọi là gì, chết ở đường. Chính xác là vậy, thấy không? Có là phải bệnh lâu lâu mới được đi, chứ không phải là muốn cái đi liền đó, tức là không có bất bất đắc kỳ tử mà đã đi. Cho nên là mình không sợ lắm về cái việc ảnh hưởng bổn mạng. Tuy nhiên với cái hỏa khắc kim như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng với phúc tinh và tài tinh, làm cho cái tháng 9 dù là được tam hợp về địa chi cũng chưa chắc là tốt đẹp về công việc. Thiên can thì chữ nhâm với chữ giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là nhâm thuộc thủy, giáp thì thuộc mộc, thì có thể nói là âm ngũ hành là thủy sinh mộc, bị sinh xuất, cho nên cẩn thận hao tài nhưng không quá lớn, hoặc là hao tài này có nằm trong cái tính toán của các anh, cho nên là các anh cũng đừng quá lo lắng ha. Rồi tiếp tục là địa chi là dần tức, là thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tức. Đây là tín hiệu rất tích cực cho cái việc gia đạo tình cảm tốt đẹp. Thậm chí là với như đã phân tích ở ban đầu, với tam hợp của tháng, lục hợp của năm, người nhâm dần năm nay rất dễ gặp quý nhân giúp đỡ mà vượt qua cái khó khăn hoạn nạn. Đó là một cái điều mà tích cực đối với người tuổi dần, nhất là nhâm dần. Rồi tiếp đến đó là giáp dần, sinh năm 1974 với mệnh đại khê thủy. Với một người mệnh thủy gặp tháng hỏa là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không được có tốt. Tháng giáp tức là tháng hỏa mà, cho nên là sức khỏe không được tốt, cần cẩn thận. Tuy nhiên là sức khỏe của người giáp dần không tốt trong tháng này thì cũng không đến nỗi mất mạng ha, chỉ là suy yếu bệnh đồ này kia thôi, không dẫn đến nguy nan, cho nên đó là một cái điều cũng là vui. Người giáp dần, thiên can chữ giáp của giáp dần gặp giáp của giáp tuất là đồng hàng, công việc hanh thông thuận lợi, không có vấn đề gì nhiều lắm ở trong công việc. Đó là một cái điều ok, người giáp dần là chỉ có mong như thế thôi, chỉ có mong là công việc hanh thông mọi điều. Thật sự ra người giáp dần thì vốn dĩ nắm chữ giáp rất dễ có tính chỉ huy, đi làm thì thường là làm cái gì đó trưởng, có cái tiếng nói đối với những cái người mà làm lính của mình, thật sự ra mà nói là như vậy. Địa chi dần tức là thuộc nhóm tam hợp, gia đạo tình cảm nhiều tốt đẹp, hoặc thậm chí là hóa giải bớt các cái hung tinh trong hạn của mình, đặc biệt là với nữ mạng sao kế đô, năm nay có cái sao không được tốt đẹp, cho nên là nhờ cái tam hợp của tháng này sẽ phần nào hóa giải bớt cái sự xung khắc của cái sao chủ trong năm, làm cho bớt đi cái sự hoàn hạn. Như mình hay nói là nam giáp dần thì lận đận tình duyên, nữ mậu ngọ là trung chiên vợ chồng. Các anh nam giáp dần này là lận đận tình duyên lắm, cho nên là cẩn thận, dù có tam hợp tháng đi nữa thì coi chừng tình cảm đem lại rắc rối cho mình. Như vậy ha. Tiếp tục đó là người bính dần, sinh năm 1986 với mệnh lô trung hỏa. Mình hay nói bính dần và linh mão của lô trung hỏa này, tức là không phải lửa trong lò nhỏ mà là lửa luyện ra trời đất, cho nên nữ mạng bính dần rất nhiều người khó định duyên, do sinh vào những ngày tương xung và cô thần, hoặc là quả tú đi sát trong mệnh của mình, hoặc là nhập cung mệnh mà không có biết hóa giải, không có biết mà tránh, hoặc là tìm những cái tuổi chấp nhận lùi một tí xíu để mà kiếm được gia đình tốt đẹp ha. Với bính dần thì mệnh lô trung hỏa gặp tháng giáp tuất là tháng hỏa, như vậy là hỏa đồng hàng, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề ở trong cái tháng giáp tuất này đối với người tuổi bính dần, cả nam lẫn nữ mạng. Thiên can bính giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của bính vẫn là hỏa, giáp vẫn là mộc, cho nên là tương sinh, tài lộc sẽ có, công việc sẽ hanh thông hơn, thậm chí có tài lộc, nhưng đừng có mong cầu lớn, nó chỉ nhỏ thôi, nó không phải là lục hợp đâu mà mong cầu lớn ha. Rồi địa chi thì dần gặp tức là thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tức, đặc biệt là sẽ chiêu cảm tình cảm. Nếu mà các cô bính dần mà độc thân thì rất dễ có các mối quan hệ ở trong tháng này.
Còn mấy cái anh mà Bính Dần á, thì nhờ cái tương sinh về bổn mạng này thì có tam hợp này sẽ phần nào hóa giải, đẩy đi bớt cái sự xấu ở trong cái cung hạn của mình, làm cho mình được tốt đẹp hơn. Như vậy thì Bính Dần ở trong cái tháng Giáp Tuất này báo hiệu cũng nhiều điều tốt đẹp tích cực. Người cuối cùng của người tuổi Dần chính là người Mậu Dần, sinh năm 1998 với mệnh thành đầu thổ. Với người mệnh thổ gặp tháng hỏa, thì xét về trụ mạng là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe, mọi điều được hanh thông ở trong cái sức khỏe của mình. Mà khi bản mệnh được tương sinh, phúc tinh tài tinh, vì thế nó phát huy cái tác dụng tối đa của nó và đem lại cái may mắn, hoặc là đẩy lùi cái những cái hung hại do phá và bại tinh gây ra. Đó là một cái điều mà rất là tích cực ở trong cung mệnh. Tuy nhiên là không được tốt đẹp về mặt thiên can. Vì sao? Vì chữ Giáp khắc chữ Mậu, cho nên thiên can khắc tháng, công việc dễ lâm vào bế tắc, cẩn thận hao tài. Được cái này sẽ mất cái kia, nhờ cái bổn mạng tương sinh nó phúc tinh và tài tinh nó sáng lên nhiều, hy vọng rằng nó sẽ phần nào khống chế bớt cái sự khó khăn của chữ Giáp, thiên can của chữ Giáp khắc chữ Mậu, ảnh hưởng nhiều đến phần công việc và tài lộc. Người sinh năm 1998 thì nếu đúng thì ra là các em vẫn chưa đi làm nhiều, đa phần là vẫn còn học năm cuối, cho nên là phần nào nó cũng đỡ đần. Nhưng mà các em nữ của 98 thì thường Mậu Dần nữ 98 thường có chồng sớm, cho nên là coi chừng là ảnh hưởng đến có chồng sớm thì phải đi làm, cho nên là cẩn thận công việc của mình một chút xíu. Địa chi thì như cũng giống như những tuổi Dần khác, với Dần gặp Tuất là thuộc nhóm tam hợp Dần Ngọ Tuất, báo hiệu nhiều tốt đẹp trong gia đạo tình cảm. Hy vọng rằng với tam hợp của địa chi và tương hợp hỏa sinh thổ ở bổn mệnh, phần nào sẽ giúp các em Mậu Dần, đặc biệt là các em nữ Mậu Dần khống chế, làm giảm bớt cái sự hung hại của cái thiên can chữ Giáp khắc chữ Mậu mà vượt qua cái tháng 9 một cách tốt đẹp. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong với mọi người về tử vi vận hạn của tháng Giáp Tuất, tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Có nhiều điều tốt đẹp đối với người tuổi Dần về mặt gia đạo. Tuy nhiên cũng có một số tuổi Dần không tốt đẹp về bổn mạng, hoặc là không tốt đẹp về công việc như người Mậu Dần sinh năm 1998. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi đã giúp được mọi người tuổi Dần có một cái nhìn khái quát về cái tháng 9 âm lịch sắp tới của mọi người, để mọi người đưa ra những quyết định sáng suốt ở trong cuộc sống, gia đạo cũng như là công việc của mình. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Dần được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi hoặc là kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, tuổi của mọi người. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!